đây là có đấy nhá. Lá nó như này. Đúng rồi. Sắp như em thì ok rồi, anh phải chê răng hoa giấy nhé. Sắp pháo. Sắp pháo. Sắp pháo bao tiền anh? Sắp pháo bán 11. 11. Trần móng thì bần buồm xuôi gió. À rồi. Đứng trên một cái trọng. Ra khơi đấy. Ra khơi thuận buồm xuôi gió. Mới đi về đấy em ơi. Hoa nhài giữa si sung nè. Em muốn bán một cây chưa để đi tính tiêu. Ok. Ok. Đúng 1 giờ quay vào đến nhà anh đi. Bán cơm nó gì? Si chơi. Si anh nhỉ. Ngay đây, đây mi chứ ba la đi xuống đoạn. Si bao nhiêu anh? Con si này 16. Đây, 16 chị. Cái này là chiếc, không phải cái này là chiếc của chú Trương đúng không? Dạ. Không phải. Cái này không phải. Không, cây của em to hơn. To hơn. To dài hơn. Dắp của em đẹp hơn mà lực của em cắt hơn. Rồi, dài cái này hơn. Nó bóng, cái này nó bóng cây. Kia con của em nó dài. Kia này ăn lon. Kia gì? Cắt co lắm, còn à. Em vẫn còn giữ mà. Cái này nó đúng là phải cắt cái hai cây này. Nào, nó ổn định em mang cây cho anh xem cây rồi anh. Đây là lột 1 triệu bán không? Bán. Là nó trên trường các bạn không? Cứ thế cho nó dễ. Vui chơi có thưởng mà. Nhảy, là nhảy nó cũng ngoan. Anh Trương ơi, cái đấy thì triển lãm đẹp đây. Đẹp đây. Còn bonsai. Rồi, chỉ cần hoa phát mất luôn. Xì. Đi về đi, đi về. Nhảy nó còn. Đang hoa ấy, phun hoa ấy. Bao tiền đấy anh? Nhài bán 3,5 triệu. 3,5 triệu. Nhài đấy bao vâng ạ. Nhài, mà nhài. Xong siêu. Ồ, gốc người ta phải được 8 phân đường kính. Chán chị chứ. Phân này được khoảng 4,5 phân. Đây này, hoa đây này. Phun lên đâu hoa đấy này? Ở ra đâu hoa đấy luôn. Hoa từ thân ra. Nhà từ thân phun. Vâng, nhà mình nhỉ. Nhài đơn, nhài đơn. Nhài đơn. Nhài đơn thì đó hoa là thơm. Đỏ. Hoa thơm hơn mà nhiều hoa. Đưa rồi. Bởi vì người ta làm trồng để lấy hoa lấy chè thì người ta lấy nhài đơn chứ không lấy chè. Cứ hôm nào ổn định là em mang ra cho anh xem. Đẹp lắm. Làm lại về tây về dâm. Nhất trí. Thích là về dâm của nó quá đấy. Dâm đẹp. Phải làm cắt làm lại ấy. Đang nói là cái cây đề à? Cái đề đẹp á. Cái nhỏ. Cái cây đấy. Điều đó phải để anh làm ra cây đề. Cây đề đẹp chứ anh. Em bảo là cây đề quá đẹp mà. Tối giờ xem Zalo tí nhỉ? Cái đến rất tối anh bác có đang ở trên Zalo không? Anh cứ quay lên Zalo trong thế thì khó xem. Tối về nói chuyện chụp ảnh em xem thế là bán cho khoái. Cái đấy nếu mà người ta bảo là đúng em phải công nhận này. 16 triệu. Bán cho như là 2,6 triệu và 2,7 triệu. 2 triệu. 2,7, 2,6 hay 2,7. 16. Cái loại 3 triệu mất thì 2,6. Bạch sông Thiêm. Đây, thuần buồm xuôi gió đây. Buồm đây. Buồm. Chưa mà xem cái hoa giấy em thì. Buồm. Không nên nói thật. Ví dụ như cái đẳng cấp. Cái này triển lãm ok đi, thoải mái đi. Không cần là hoa ok đó, em cứ lấy bảo đảm thì em đi nhiều. Hoa màu hồng như sắc pháo nổ rơi xuống đất đi các bạn. Hoa em có một cây to thì em bảo bán cây. Sắc pháo thì lá nó to và nó hơi vàng vàng này nè, các bạn nhìn. Đấy, phân biệt của cái răng của nó thì nó có cái màu này và nó anh có cái đề chiêng thấp như này thôi, góc nó đường kính khoảng phải to như này, trước phải 60 là dạ. Góc đế là hoàn thiện chưa, gọi anh chất anh làm lại cái lâu quá là hoàn thiện rồi nhưng mà cái đấy ta mới đề làm lâu, lâu. Trừ khi anh chữa thì chứ còn làm thì... không nhưng mà ý đó em vẫn còn cút tay như này mà chúng mày như này nhưng mà lâu và cũng rất lâu lắm thân. Đấy. À. Bây giờ nó chỉ tổng để cao như này, cái chương này. Cao 40 phân cho bao nhiêu? Cao không phải 150 phân. Lên trên là cả đủ nó 15 phân. Hôm nào cho đoàn xuống tham quan. Anh Minh như con này, con này. Anh Minh như con này em đang bảo. Thanh Hoài bác nhỉ? Đúng rồi, đấy, nghe Ba La đi xuống để Thanh Hoài. Tức là Ba La đi xuống một đoạn đi. Gọi là số mà cây mua lâu lắm rồi trong vườn nó bị. Về câu hỏi nhà Minh Hưng bán gạo to nhất cái khu này. Ôi giời ơi. Nhà bán gạo thằng nào. Bán gạo. Mà vào chơi, mà anh Trương đi vào chơi. Gần thế này thì phải bây giờ mới làm lại ngày xưa nhầm anh phải làm ăn buôn bán làm hết sạch cây luôn để cho người ông nuôi gà em muốn bán cho dập trần chiêu chiêu
quê bệ của nó ác lắm. Già lắm. Ở nhà là nếu về... Không phải là lấy đâu, nhưng bằng đẹp. Mình là của em này. Còn điện thôi gì? Tất nhiên em có đi của em toàn bộ đồ gấu, bây giờ vẫn là đồ gấu. Với cái chụp Zalo của em xem cái đầu em tiêu hóa được thì sao? Đây đấy, đứng mà có nhà tập tại vì ở trên trần. À vẫn để trên trần này. Toàn để trên trần, lắp tùng ba trên trần thì... Cây to thế để được trên trần này. To trên trần. Bên này bên chưa ạ, bên đấy. Già cây trần này. Già lắm, nhưng mà em muốn là bán đi. Bị ẩm hết thì... Anh nghĩ là ở ngoài Trung Quốc giả em, nhưng em không bán cái năm đấy sốt đây, giả em không bán đây. Trăm triệu không bán đây. Nhà em không bán, em mà bán thì... Cái đây chụp đặc là... Đây nó còn gọn đâu. Để được trên trần tức là lên xe được. Quê đi anh nhỏ, quê đẹp đẹp. To là con đấy không? Không ngàn thua gì. Nói to là gại đấy, bảo hỏi. Cái bè nhà em đẹp. Anh hiểu chưa, nó không nói tầm đấy to. Thôi mà chân gốc nó to hơn, nặng hơn thì nó lạc, quý ấy. Nó lạc, không phải cây lộ cổ nữa. À, không phải lộ cổ kia, kia là loại lộ cổ ấy. Kia là nhà em không ấy rồi, không có mắt rồi. Gốc nó bằng cái chậu kia. Cái chậu kia kia. Tối, tối chụp ảnh em nghiên cứu bắt nhé. Zalo anh em nghiên cứu bắt. À thế à? Ngoài làm xa tùng ấy à? Đó. Thì xa tùng không phải. À đâu, cái hương thảo. Đúng rồi. Hương thảo. Hương thảo bưởi muối. Hương thảo đuổi muối. Anh Châu cũng lấy. Anh Châu anh lấy của em là bắt đầu tiên cuốn taxi để anh được 4 cây. Hát sau anh cũng 1 3 rưỡi chân đầy. Cái hương thảo này, đuổi muối quá. Thơm lắm. Đấy, cây này thì mua thì có ích. Đây làm cây đổ xuống được. Tất nhiên là nó chỉ có không thể nào nó đẹp như những cây bonsai bình thường được. Như cắt đến đây thì nó mà hỏng. Cắt đến đây. Hương thảo đó là chưa bao giờ mà gặp cây hương thảo nó to như gốc nó to như đấy. Ổi to như này anh vẫn bẻ xuống được. Ổi nhá chú nhá, to như thế mà anh vặn nhá, xuống từ cây cao như này anh vặn vẫn cành bay. 5 cây chẳng có đâu bình thường, 175 cây còn có 5 cây. Thực tế là cụ thể là cây ổi. Anh chơi trừ 2 cây ổi. Cây to lắm, cây đẹp nhỏ. Cây xong chi lấy vội. Mua mình mua trả láng bao nhiêu tiền đấy, vào đây này. Đấy, này bỏ ra cho nó đẹp cái gốc cho nó cây đó, vì nhiều gốc quá nhìn nó thô là cứng đơ. Cái này đây lấy chỗ này vào, khu này thì xử lý một tí nữa, khu này lấy mỏng này vào, lấy đến trong này lấy cố trong thôi mà. Thì nó mới đẹp, em nhìn đâu em nhìn thấy nó bị ấy đầy, nó làm tròn cái say, nó tròn đóng lốc ở dưới đấy thì không đẹp. Này là lấy là cát tiến bao nhiêu? Ui rồi, chỗ đấy sống mấy năm cho mấy. Bình Định, mấy năm trong Bình Định, các người Bình Định đều ngày xưa triển khai chạm trước trong ấy. Không thấy chạm mua được cây nào, thế là mua cái cây của cái đoạn gốc nghe này. Các tiến biển đẹp lắm này. Cây trực tư về cái ông này phải hôm nào sống bằng ra đây 2 triệu. Nhưng mà nhé, sao nó mầm ra mầm luôn, làm cách phải ra mầm. Đoạn đâu nhưng mà Bình Định. Nó, cái cổ của nó đẹp này. Rành ơi. Nhắn của anh là sợ là không ra mầm, nhưng em làm không ra mầm. Mai này bao nhiêu anh? Mai này. Mai này 4 triệu. 4 triệu. Đấy, thì mà em du. Đẹp. Đi chưa nhá, hôm nào vào nhá. Ok. Để cho cái hoa giấy đi đẹp thì chuyển ra. Em du. Đây hết cả đất. Sườn du và sườn đã. Lục cục.
Giò mai này mùa đông nó chỉ được đấy, con này là hôm bảo mơ ma tiền quên phải 6,5 triệu cho mình đây. Đây này, lấy cái này được. Cái này rẻ, dáng đẹp, mềm. Dáng này nó mới ít đục, không đủ hàng. Quá đẹp. Kia nó ở cái chậu xi măng. Hút bên nước này. Đấy, rồi nhắc sang đây. Nhắc bên kia sang đây đúng không? Chậu là rưỡi. Và chậu này mới được, không được rồi. Phát tiền đa nhỉ, đa này là bao tiền tặng đa, đa này là tặng 7,5 triệu vượt được con tầng kia tiếp tầng tầng thì sẽ để ra quay và để cho khách rồi vẫn để trên xe đấy nhá, một cuốn với một cuốn à đây đây có khách rồi. Đây là quay cái số cái mấy cái cây của cái trường số đây cái này bán rồi, tầng phá xanh tầng ngày xưa giờ là phải bóc mini lại thành cây tầm trung hoặc mini thôi. Có cái gì nó thích đây thì dành cho thợ đà này. Nhìn trắng thân là lâu lắm, cây này thời gian nó lâu lắm. Đấy, các cụ nào yêu thì hoặc là về xén nó đi thì làm lại là hạ thành cây mini. Lại được cái ba vai đi rồi. Thì tùy, nhưng mà đa thì làm lâu lắm, lâu vô cùng lâu đấy. Lâu lắm.